Hello tình yêu. Tài ơi, Tài có thể chia sẻ rằng là trong 40 phút vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam thì tập ở đâu được không? Bởi vì buổi tập đầu tiên thông báo là 8 giờ, bây giờ 8 giờ 40 rồi. Bọn em lâm nọng ở trước phòng ở. Thầy có chia lý giải là vì sao mình cần phải... Thầy có lý giải là vì sao mà mình phải làm nóng ở trong buổi tập đầu tiên mất 40 phút đấy? Thì buổi tập nào cũng phải lâm nọng trước khi bắt đầu buổi tập. Hôm nay huấn luyện viên mới có thông báo gì liên quan đến cái quy chế của đội cũng như là cái cách mà chúng ta chuẩn bị cho một buổi tập không? Và những nội dung? Thì trước mỗi buổi tập thì đều được huấn luyện viên phổ biến bài tập trước khi ra tập ạ. Cụ thể nó là gì? Thì đây là bài tập riêng nên là cũng không được. Không khí của trong đội hôm nay thế nào em? Và em háo hức chờ đợi cái buổi tập đầu tiên dưới một huấn luyện viên mới thế nào? Buổi đầu tiên thì thấy ai cũng rất là hào hứng và cũng là có một chút hồi hộp. Nên là nhưng mà không khí của toàn đội rất là vui và rất mong chờ là buổi tập đầu tiên hoàn thành tốt. Thầy đã thông báo là ban cán sự của đội bây giờ là ai chưa? Chưa. Thế Tài đã tập vào cái khung giờ muộn như này bao giờ chưa và tập như này nó ảnh hưởng như nào cái giờ sinh hoạt của mình, nó có gì xáo trộn không? Trước đây em cũng tập với thầy cũng tập khung giờ này rồi nên là cũng khá là quen nên là cũng không ảnh hưởng lắm. Với các đồng đội khác thì sao? Đồng đội khác thì đa số các bạn ở đây cũng tập với cả thầy cũng biết rồi nên là cũng khá là quen nên là cũng không có vấn đề gì nữa. Cho anh hỏi một chút là đội đã ăn tối trưa và nếu tập như thế này thì đội sẽ ăn vào thời điểm nào sau khi tập? Dạ, đội ăn trước buổi tập tầm 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Còn sau buổi tập thì có thêm chế độ dinh dưỡng gì không? Sau buổi tập là có. Nếu dù bạn nó đói quá thì ăn nhẹ thì rồi bắt đầu đi ngủ. Cũng đã phải 2 năm rồi thì các cầu thủ mình mới quay trở lại tập luyện cái giờ này của thầy Philip ấy. Thì anh tò mò một chút là không biết là các bạn có chia sẻ về cái khó khăn gì hoặc là kể cả câu chuyện về ngủ nghe nhá. Thì không biết là khi mà tập trung lên đội tuyển ấy thì các bạn có tranh thủ ngủ trước khi mà buổi tập có diễn ra hay không? Em nghĩ là thầy đưa ra buổi tập này vào khung giờ này thì cũng có lý do riêng của thầy thôi. Tức là chắc là thầy cũng có tính toán nên là cũng không bao giờ kiểu không để học trò thiếu giấc ngủ. Bản thân thì các bác sĩ của đội tuyển có khuyến cáo gì các tuyển thủ trong cái việc mà mình phải thay đổi vào cái nhịp sinh học này không? Cái này thì em cũng chưa thấy bác sĩ nói gì. Việc phân cặp ở trong các phòng là do ban huấn luyện chỉ định à? Dạ đúng rồi. Tại ở phòng với ai đấy? Em ở phòng phong ở Giáp Tuần Dương. Giáp Tuần Dương. Nếu tập thế này chắc là mệt lắm thì tối đêm nay có xe đồng hồ đá không? Nhiệm vụ của quốc gia chết hết. Bình thường các buổi tập thì diễn ra từ 1 tiếng rưỡi đổ lại. Nhưng mà lên đội tuyển này thì trong tuần đầu tiên chúng ta thấy là tập 2 tiếng rưỡi. Là Tài sẽ nghĩ điều gì về việc này? Các anh biết là rất nhiều cầu thủ đã bắt đầu đè lưỡi khi nghe thông tin này. Em nghĩ là cũng không vấn đề gì vì mình làm quen với cả chất lý bóng đá của thầy ấy. Thì mình dành nhiều thời gian tập luyện hơn cũng không có gì là bất ngờ cả. Điều đặc biệt nhất của huấn luyện viên Philip Chuze khi mà Tài và các đồng đội đã từng làm việc với thầy là gì? Điều đặc biệt mà mình so sánh nó không có ở những huấn luyện viên khác. Em nghĩ là thầy trong sân là một con người khác mà ra ngoài để sinh hoạt là một con người khác. Cụ thể là khác thế nào? Trong sân thì thầy rất là nghiêm khắc và rất là kiểu rắn đé cầu thủ ấy. Còn ở ngoài thì thầy rất là hiền lành và rất là gần gũi với cầu thủ. Chúng ta đang tập trung cho một cái kế hoạch rất là lớn là World Cup 2026. Bản thân Tài thì được tiếp thêm động lực như thế nào? Em kỳ vọng gì trong những năm tiếp theo ở các cấp đội tuyển?
Với đợt tập trung lần đầu tiên khi mà thầy trở lại thì em cũng rất là mong chờ mang thể hiện đủ chính mình và cũng như là toàn đội đang tập trung mẹ. Nên là hướng tới tương lai thì em nghĩ là mình cần phải cố gắng từng ngày và cũng như là mỗi buổi tập để phát triển bản thân hơn, để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Nếu có một lời để kể cho 36 sau cái khoảnh khắc được gặp thầy thì em sẽ tâm sự gì? Anh biết vì ba rất là quan tâm và muốn cập nhật thường xuyên với em sẽ nói gì? Giống hãy chia sẻ với mọi người giống như là em đã chia sẻ với gia đình. Em sẽ nói gì? Em sẽ nói là con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba mẹ thất vọng nữa. Không, chia sẻ những gì mà cái không khí của đội tuyển trong cái ngày đầu tiên ấy, cả thầy và trò gặp nhau cũng là hơi hồi hộp háo hức. Anh biết em hồi hộp, anh thấy là giống như mình gọi điện mình về mình kể chia sẻ tâm sự với cả hôm nay đội tập không khí như nào thứ thì phải buổi tập xong em mới biết. Bản thân em và các đồng đội có xem trận đấu của U20 chiều nay không, và mọi người đưa ra quan điểm như nào? Bọn em có xem hiệp 1 ạ. Vì hiệp 2 thì bọn em bận đi hoảng hết. Hiệp 1 thì các em chơi rất là tự tin, và cả có những cái phát pressing của đối thủ rất là hay. Cái gì chưa hay nữa? Cái gì mà chưa được hay lắm trong hiệp 1? Có lẽ là mấy phút đầu hơi chệch choạng một xíu, nhưng mà các em sau cũng ổn định. Em thấy gì cũng hay, mỗi trừ mấy phút đầu đấy. Anh hỏi thêm một câu nữa là ngày hôm nay họp là xung quanh nội dung gì, và nếu mà không quá bí mật thì em có thể tiết lộ một vài những cái quy định chung của thầy được không? Cái này em xin phép không chia sẻ. Anh đoàn ok rồi đấy. Thôi dù sao thì cũng chúc mừng, thì rất đẹp trai. Anh ra massage tay cho nào. Anh cảm ơn em.